Chuyên mục Bắt nhịp thời gian tháng 12 năm 2020 xin kính chào quý vị và anh chị em. Tháng 12 bắt đầu bằng ngày thế giới phòng chống AIDS, căn bệnh mà hơn 60 năm trước bắt đầu làm cho cả thế giới khốn đốn và dường như người ta ít nhắc đến nó ngày nay. Thay vào đó, đại dịch Covid-19 đang là tâm điểm thu hút sự sống còn. Thực sự, nó còn đáng sợ hơn vì có thể là âm mưu của biết bao thế lực ngầm. Theo đánh giá của các nhà phân tích, nó là đại dịch ảnh hưởng đến nhân mạng theo nghĩa đen. Kéo theo bè phái của nó là những cơn đại dịch lột tả lòng người đầy mánh mung và tha hóa. Covid-19 cũng là một trong những lý do để Đức Thánh Cha Francisco viết thông điệp Fratelli Tutti về tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội để nêu lên nhiều điểm nhức nhối. Trong các đoạn 18, 19, 20 của thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha viết: dường như một số thành phần trong gia đình nhân loại của chúng ta có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào vì lợi ích của những người khác, vốn được xem là có quyền sống một cách vô tư. Cuối cùng, nhân vị không còn được xem là một giá trị cao nhất phải được quan tâm và kính trọng, nhất là khi người ta nghèo khổ và tàn tật, chưa có ích, như các thai nhi, hay không cần đến nữa, như những người già. Chúng ta ngày càng thản nhiên với mọi thứ hoang phí, trước hết là sự hoang phí thực phẩm, điều hết sức tồi tệ. Sự suy giảm trong tỷ lệ sinh sản dẫn tới tình trạng dân số già nua, cùng với sự hắt hủi người già khiến họ sống cô độc và buồn thảm. Đó là một cách khéo léo để tuyên bố rằng chỉ chúng ta mới quan trọng, rằng những bận tâm cá nhân của chúng ta mới là điều duy nhất đáng kể. Theo cách này, cái bị vứt bỏ không chỉ là thực phẩm và những đồ vật dư thừa, mà thường là chính những con người nữa. Chúng ta đã thấy những gì đã xảy ra với các cụ già tại một số nơi trên thế giới do hậu quả của virus corona. Họ đã không phải chết cách đó, nhưng một cái gì đó tương tự đã xảy ra từ lâu rồi, trong những đợt nóng bức và trong những tình cảnh khác nữa. Các cụ già thấy mình bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Chúng ta không nhận ra rằng khi cô lập người già và bỏ mặc họ cho sự săn sóc của những người dân, không có sự thân thiết và quan tâm của người thân trong gia đình, thì đó là chúng ta đang làm méo mó và làm nghèo nàn chính gia đình. Chúng ta cũng đang tước mất của những người trẻ một sự nối kết cần thiết với các gốc rễ của họ, và tước mất một sự khôn ngoan mà người trẻ không thể tự mình đạt được. Cách loại bỏ người khác cũng có nhiều dạng, như khi người ta mải mê tìm cách giảm chi phí lao động mà không quan tâm đến những hậu quả nghiêm trọng của điều đó. Vì nạn thất nghiệp mà nó trực tiếp gây ra sẽ dẫn tới tình trạng nghèo túng tràn lan. Ngoài ra, một sự sẵn sàng loại bỏ người khác được thể hiện nơi những thái độ độc ác mà chúng ta nghĩ rằng đã trôi qua lâu rồi, như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nhưng thật sự vẫn ngầm ẩn đâu đó chỉ để tiếp tục bùng lên. Những trường hợp phân biệt chủng tộc tiếp tục làm chúng ta xấu hổ, vì chúng cho thấy cái gọi là sự tiến bộ xã hội của chúng ta thì không có thực hay không rõ ràng như chúng ta nghĩ. Đó là vô vàn những thách thức của kiếp người mà chỉ có Thiên Chúa mới giúp chúng ta cùng nhau lặp lại trật tự đang rối bời của những mưu toan lòng người nhân thế. Kính thưa quý vị, mùa vọng, mùa đợi chờ với hy vọng con Thiên Chúa làm người sẽ mang lại hòa bình cho nhân thế, mà cụ thể là cho những người thiện tâm. Vậy chúng ta có thật sự thiện tâm để nhận ơn bình an? Câu hỏi hóc búa này đang thách thức chúng ta về một thế giới có thiện tâm, để mọi người có thể nhìn thấy viễn cảnh của vương quốc hòa bình, vương quốc của Thiên Chúa như tiên tri Isaiah đã loan báo. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con,
beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ. Sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này cũng như nước lấp đầy lòng biển. Thông điệp bắt nhịp thời gian tháng 12 năm 2020 đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị thấy hữu ích, xin đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận bên dưới. Chúc quý vị tháng 12 thánh thiện và hồng phúc. Mến chào tạm biệt.